nay lễ chở con đi chơi công viên nha. Quá trời đông nha. Không biết chạy tôi tại ngoài không có số lạnh. Cái xe du lịch, cái xe ô tô tùm lum nha. Đây là công viên ở thị trấn huyện Cửu Cành nha cả nhà. Bên kia có nhà nhúng nha. Chơi tương tự nha.
quay lại coi, quay lại coi. Chơi lửa mà thôi. Trời ơi. Cái lửa tượng đi. Rồi hai bạn nó xem rồi. Ở nhà có hình rồi, chiến này lửa con khác. Rồi muốn lửa gì đó lửa đi. Lửa hình con nào lửa đây? Mày chọn con nào? Ủa cái con nó màu mắt. Con nó màu mắt hả Quyền? Hả? Đây con lửa này. Rồi. Quyền lấy con đó màu mắt mà. Rồi nhiêu? Kêu người ta đợi kìa. Nhiêu tiền? Ủa sao hai con bằng nhau mà giá tiền khác nhau vậy? Con này của con nhỏ hơn. Dạ hả? Rồi đi kiếm chỗ ngồi đi. Có lỗ nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
10 ngàn gấp mấy lượt? Rồi được rồi. Gắp tay ơi, đừng 10 lần vậy là được hả? Rồi rồi rồi. Rồi tới em bé này. Chúc con 10 ngàn được nha con. Để quay YouTube cho dính con có bằng cái gì coi. Lựa con nhỏ nhỏ thôi nào. Chính con đây. Mưa mốt về khỏi kinh doanh hết đầu tư cái tủ gì là được rồi nè. Con về đăng cái kênh YouTube của Bảo Bảo vừa thấy con gắp của bông nha. Lên. Để kiếm con nào nó cao cao mới dễ bắt. Siêu thị 80 ngàn á, không có dính một con luôn. Chị là chị nhát cho con, nhát cho con trong siêu thị nó bán thẻ, còn ở đây đút tiền vô rồi. Dính con bánh mì coi. Dính. Sâu quá. Thôi mẹ đâu biết chơi. Mẹ ơi. Nước cao mẹ. Mẹ nước cao con trắng. Chết rồi Lem rồi, Lem rồi, tới con chị rồi.
mà chê. Cái là màu xanh, màu đỏ, màu nâu mà. Nó quá trời màu luôn. Vậy. Quay cái mặt ra, quay cái mặt ra coi, quay cái mặt ra coi, quay cái mặt con đó ra coi. Đây chưa xong rồi. Quay thề ông dữ rồi. Sao nó dễ không gì nè? Sao mà đẹp bằng mẹ được? Nó dễ mái tóc cũng được mà dễ mắt người ta thì người đó. Cái mặt mẹ kìa. Cái con này tính ra cũng có hộ nó mẹ như tôi lắm chứ mà. Lại dính đen giờ thành trắng. Rồi chưa, phía lắm rồi nè. Trời ơi, cả nhà ơi, nó vẽ cái tèm lem luôn. Đưa lấy ra coi, đây nè. Ồ, nó vẽ nè. Thôi chấm điểm thử ba con nào mà đẹp nhất. Lẹ chưa? Cuốn hạ ăn chanh rồi chưa? Cái này của mẹ mà. Cái này là vẽ người ta thi con nào đẹp nhất, tôi cho vẽ con nữa đỡ tốn tiền á. Đôi. Nè tô con nào đẹp là được tô con nữa, không tốn tiền. Ơi, ai tô đẹp đi được lắp con đúng không? Đừng có mơ. Giải nhì sao nữa? Giải nhì được gì? Giải nhì thì về ngủ. Giải nhì thì về ngủ. Rồi xong má học tới công chuyện rồi. Rồi chưa lẽ về nè. Có. Đẹp không cả nhà? Này nè, cũng bỏ bảo cái dễ nè. Không mà đẹp mà. Hai tôi giùm mà. Đẹp hả? Chị Trân tôi giùm có già cái. Ủa không mắc gì tới ba cái chồng dữ vậy trời. Mắc anime. Rồi. Rồi chưa? Rồi về nè. Đó bà đưa đưa ba con lại ngồi lại gần nhau coi. Bốn con cũng quanh kìa, đem qua luôn. Rồi, con thấy ghê à. Con nữa nè. Cái con này của em kia. Để em kia. Thì em kia đâu rồi? Em kia đi đâu đi xin bồ, đi xin bà chạy xe đâu. Em kia là em nào? Cái em hồi nãy. Ôi cái con này là đẹp nhất luôn á anh chị. Ghê quá. Con ta vẽ chân mày đẹp muốn chết luôn rồi. Con này sao? Con đó xong tới cũng hôn rồi con. Ê xin mày vẽ cũng hợp lý. Không. Ủa nãy mày có 10 ngàn nè. Này cho 10 ngàn nè. Kiếm mọc bỏ vô nè dây. Kiếm mọc xin bỏ vô con. Nè tới hơn mắt đi 10 ngàn không được gì nè nha. Con ngồi trắng á, ngồi trắng ngôi sao á. Ngôi sao gấp hoài không dính ngôi sao á. À hai chữ nha. Tới chứ mệt. Hai đạp đi. Vô cứ nữa rồi. Hai đạp đi. Rồi lẻ đi. Ủa. Vô. Rồi. Còn cái nữa, cái nữa. Con chuột kia. Con nào con? Con sao? Tới nữa. Chỉnh qua chút nữa. Vô. Rồi, chưa, xếp ngang. Rồi. Rồi. Méo rồi đó. Ai nhắn chú vậy? Tà lanh tà lẹ. Thôi về được rồi. Chạy xe. Thôi không chạy nữa đâu, về. Về cả nhà ơi, phi rồi nha. Chúc cả nhà ngủ ngon nè. Giờ đâu mua kẹo không còn nữa rồi.